Tỉnh thất Bồng Lai bị công an khám xét lần hai, xôn xao tin có thêm người bị bắt. Theo người lao động, đại tá Văn Công Minh phó giám đốc, thủ trưởng cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Long An cho biết, đã tiến hành khám xét lần hai đối với hộ bà Cao Thị Cúc, nơi đây thời gian qua tự xưng là Tỉnh thất Bồng Lai, sau đổi tên thành Thiên An Minh bờ vũ trụ ngoài tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước tổ chức cá nhân đã khởi tố thì thời gian qua cơ quan an ninh điều tra còn tiếp nhận những nguồn tin tố giác tội loạn luân và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với ông lê tùng vân và một số người tại tỉnh thất bồng lai mới đây kênh youtube của nhị nguyên người sinh sống tại tỉnh thất bồng lai đã đăng video mới chia sẻ về việc nơi đây bị công an khám xét lần hai đáng chú ý nhị nguyên cho biết phía cơ quan chức năng đã thông báo cho họ việc nhất nguyên hoàng nguyên trùng dương sẽ bị tạm giam thêm một tháng người này cũng khẳng định không có ai tại tỉnh thất bồng lai bị bắt tạm giam như thông tin trên mạng lan truyền việc nhị nguyên và nhiều thành viên khác tại tỉnh thất bồng lai vẫn đăng video đều đặn trên youtube trong thời điểm cơ quan chức năng đang điều tra khiến cư dân mạng bày tỏ sự không đồng tình đa số mọi người đều hy vọng công tác điều tra những sai phạm tại nơi đây sớm kết thúc xử lý đúng người đúng tội